Hello anh em, chào mừng toàn thể anh em quay trở lại với channel của mình. Hôm nay lại tiếp tục với tựa game Tây Du. Và lâu lâu thì lại lên cái con thần đi review các top bên server Việt Nam mình. Hôm nay có mặt ở bên server 101 anh em ạ, để đi review Arc Green. Đạt phân khúc lực chiến là 29 tỷ 8 anh em nha. Nói chung là cứ xấp xỉ 30 tỷ đi ha. Cụm của Idol Táo anh em ạ. Cụm này thì vừa mới hôm bữa gộp server xong anh em ơi, gộp liên server xong. Đấy. Trong cụm này thì BL Táo này, Green này, Hoàng Đế này, King of War này. Đó, nói chung là cũng có một vài gương mặt mới anh em ạ. Bên trên này thì có Hoàng Đế top 3 này. Đấy. Hoàng Đế này thì mình đã đi review cho anh em rồi. BBB khá là ngon anh em nha. BL Táo đặt phân khúc lực chiến là 39 tỷ. Top 2 là Green với 29 tỷ 9. Đó, Hoàng Đế này, King of War này. Rồi thì 15 tỷ này. Bên dưới khá là nhiều anh em, 14, 13 tỷ khá là nhiều anh em ạ. Rồi, thì ở clip ngày hôm nay anh em cùng mình đi review cũng như là phân tích chuyên sâu và đi trải nghiệm cái tem tiên giới anh em nha. Tem này là tem thuần tiên giới luôn. Thực ra thì mấy vị trí tứ hạn giờ thì nó sẽ theo main, thế cho nên là idol chơi main tiên giới thì mấy con tứ hạn giờ này nó sẽ tự chuyển phe anh em ạ, nó sẽ tự mặc định ở bên bên tiên giới nhờ thiên phú của nó. Đấy, thì cái đội hình hiện tại bây giờ trên cộng đồng ấy, thì anh em đã khá là ưa chuộng Quan Âm, và nếu mà có điều kiện thì anh em chơi cả Quan Âm và Thiên Đế. Ở đây thì idol chơi mỗi thiên đế thôi anh em nha, và hai hàng Nga để tối ưu cái đầu ra sát thương. Nhờ cái thiên phú cộng 5 của nó, buff mỗi một con là buff thêm 20% sát thương. Đó. Rồi thì hồi nộ các thứ. Rồi không lan man nữa, anh em cùng mình đi vào chuyên sâu đội hình cũng như là chi tiết về công nghệ anh em nha. Đầu tiên là soi carry trước với Nacha 6 tỷ 9 lực chiến anh em ạ, full set hồng hoang, full minh văn. Khá là ngon nhờ. Xem nào, một cái tịch diệt này, tăng sát thương này. Đó, mũ thì chơi siêu phàm với lại phun né tránh này. Cái áo thì chơi luân hồi với lại giảm sát thương. Rồi thì giảm sát thương BBB. Cái này thì nó là ngự anh em nha. Đúng ra nó là giảm sát thương BBB anh em ạ. Đó. Lỗi dịch thuật một chút xíu. Cái giày thì chơi chính xác và tăng sát thương BBB. Ngoài ra thì chơi cửu hoang. Khá là ngon. Combo này thì ngon rồi anh em ạ. Thần binh 125. Muốn tiến cấp thì 7 ngày nữa anh em nha. Đấy, chỉ số cơ bản tấn công 29 triệu, phòng thủ 8 triệu, HP 342 triệu. Chơi combo thiên kỹ khá là quen thuộc, gồm có chân quân hiển thánh, chí âm chí dương và cường giả vi tôn. Chỉ số cao cấp né 84, bạo 81, tăng sát thương là 438, giảm sát thương là 339 anh em ơi. Chính xác 164. Chỉ số kháng diệt là trên 200% và 300% diệt thánh kháng thánh kìa. Anh em thấy là đòi phòi không? Diệt tiên kháng tiên cũng 300% luôn. BVB thì tăng thương BVB là 234, giảm là 252. Đấy, mấy cái dòng chỉ số bên dưới thì cũng chưa có gì cả anh em ạ. Khá là ngon. Thần thông thì đây, với combo thần thông vẫn chơi cái lục muội độc hỏa anh em nha. Rồi thì chơi thêm cả cái ngưu ma vương. Để những cái đòn nộ thứ hai thứ ba ấy, thì nó sẽ kích thêm một chút lượng sát thương gián tiếp theo 1% máu nữa. Khá là ok. Đây thì đã có cái cực ý tự tại rồi, chưa có cái mới anh em nha. Chưa có cái mới. Chưa có cái đây, check cho anh em xem. Check cho anh em xem luôn. Chưa có cái tứ tượng thủ tâm. Đó. Tứ tượng thủ tâm hình như là cho con cửu linh nguyên thánh thì phải. Ừ, đúng rồi anh em ơi, cửu linh nguyên thánh. Tại vì cái con Nacha này thì nó có khả năng hồi sinh, cho nên là chỉ cần tướng của anh em trên trận nó trụ lại lâu lâu một chút thì con Nacha nó sẽ có cơ hội để nó phục sinh dậy và nó thi triển kỹ năng tiếp anh em nha. Đó. Nhưng mà nếu mà có điều kiện thì có thể bỏ cái này ra. Đó, bỏ cái này ra và cho thêm cái tứ tượng thủ tâm nữa thì nó sẽ ok hơn. Cung cấp thêm một chút cái khả năng chống chịu dựa vào cái chỉ số cộng thêm. Rồi. Tiếp theo là Đế Thính. Đế Thính này với 4 tỷ tư lực chiến anh em nha. Full set đỏ có một cái giày hồng hoang. Để búp thêm một chút máu, tăng cái lượng đam trận diệt anh em ạ. Thiên kỹ thì cũng khá là ngon ở đây. Cái thiên kỹ của cửu linh nguyên thánh này level 5 rồi. Búp thêm cho con đế thính này khá là nhiều máu tối đa. Và những cái trận sinh trận diệt đầu game thì nó sẽ cực kỳ là ok anh em nha. Em cực kỳ trâu. Rồi, cửu linh nguyên thánh với hai món hồng hoang là cái giày và cái mũ anh em ạ. Cái mũ này để búp pháp phòng. Búp pháp phòng. Rồi thì một vài những cái minh văn. Ủa ngon nhỉ, thiên phạt này. Mình thì mong chả có. Đây thì dư luôn. Rồi, cái mũ thì cũng full né tránh anh em nha. Full né tránh với chỉ số né là 76%.
Đó. Ở combo thì chơi một cái choáng này, một cái hẹn ước luân hồi. Đó. Ngoài ra thì bút thêm một cái hạ nguyệt đường không của phía tiên. Thần binh 62, thiên đế, thần binh 75 anh em ơi. Full set trang bị đỏ với combo du long quy hải, hỏa liên trùng sinh và cái tái tục tiền duyên của nguyệt lão. Cái đấy thì nó chuyên phe tiên anh em ạ, chuyên phe tiên nha. Minh văn này cũng khá là ngon đây, cuồng sát luôn này. Đấy, minh văn phôi ngon thật sự luôn, luân hồi này. Hai cái né tránh luôn này, né nâng lên 46%. Đó, cái giày nữa này, giảm sát thương luôn này. Âm dương luôn. Cái này thì về sau có chuyển phe, anh em bạn có chuyển phe thì con hoặc là anh em có thể chơi bạch cốt tinh nữa để chuyển nó sang phe tiên cũng được. Đó, cũng được anh em nha. Cũng ok. Và không chơi đại minh vương, không chơi thiên hậu, chơi hai hàng Nga. Thức tỉnh. Đó, khá là ngon anh em nha. Có thêm cả cái minh vương pháp tường của đại minh vương này, búp thêm cho vị trí trước và sau vĩnh viễn 26% khá nhận là bất thường luôn, khá là ngon nha. Cái dàn thiên kỹ ok anh em nha. Mặc dù là chưa mắc được cái level 6 nhưng mà về chất lượng thì khá là ổn rồi anh em ạ. Khá là ổn rồi nha. Và main thì cho xài tiên phát chế nhân và cửu hoàng ngự linh để búp mai kha nhị độ cho cái con thiên đế anh em nha. Main nó sẽ búp cái tiên phát chế nhân và nó sẽ búp mai kha nhị độ luôn cho con thiên đế anh em ạ. Thì nếu mà đúng theo cái quy trình á thì thiên đế nó sẽ đầu tiên là búp cái tơn thiên phú 15 trước này. Đó, sau đó là búp cái tơn mai kha nhị độ này. Bởi vì nếu mà để ở vị trí thứ hai này thì kể cả bên kia mà họ có chơi quan âm thức tỉnh á thì khi mà vô thì kích thiên phú lên thì con thiên đế vẫn có 6 nộ. Đó, nó vẫn có 6 nộ thì nó vẫn có thể thi triển được cái kỹ năng của nó, không bị ảnh hưởng bởi cái cấm nộ, cấm thi triển kỹ năng bổ sung từ thức tỉnh của con quan âm đâu anh em ạ. Đấy. Cái kỹ năng thức tỉnh của quan âm chỉ có tác dụng với những cái vị trí mà dưới 5 nộ, 5 nộ trở xuống thôi. Đấy. Thì main họ sẽ kích tiên phát chế nhân và búp thêm một tơn mai kha nhị độ nữa. Như vậy là búp nộ luôn. Và lúc nào cũng đảm bảo là trên điểm 6 nộ anh em ạ. Đó, trên 6 nộ. Ngoài ra thì anh chiêu thức tỉnh nữa. Đấy. Thì con thiên đế này nó có thể spam tầm độ 3 lần nộ liên tục anh em nha. Nhưng mà cái thiên phú thức tỉnh của thiên đế này nó chỉ có hai cái tần đầu á, hai cái tơn đầu á là nó sẽ đam toàn thể mục tiêu và tỷ lệ choáng mặc định ban đầu là 80%. Từ lần thứ ba trở đi ấy, thì nó sẽ quay về đam đơn hàng. Đấy, và cái tỷ lệ của nó thì lại quay về mặc định 40% và chưa tính cái cộng thêm từ từ pháp bảo anh em nha. Đấy. Rồi mỗi một lần tung nộ khí thì nó sẽ búp thêm được 10% tỷ lệ, tối đa là 80%. Đấy. Hello ok. Thì cái này thì nó chơi gọi là chơi full CC luôn anh em ạ. Chơi full CC luôn. Để đính để hàng sau để búp trận diệt trước này. Đấy, rồi thì hàng Nga này. Nói chung là tem này thì nếu mà đúng cái vận hành của nó ấy, không bị ảnh hưởng bởi những cái hiệu ứng khống chế ấy, thì tem mình nghĩ là sẽ hồi nộ khá là ok nha. Rồi, hồi nộ thêm thì nhiều con những cái vị trí như là Na Tra hàng Nga thứ mà bị dính cái hiệu quả CC của quan âm thì nó sẽ chuyển nộ khí đấy sang bên quan âm. Thì hơi khó một chút nhưng mà tem này mình nghĩ là cứng đấy anh em ạ. Cứng cựa đấy. Thì có thể trụ được đến sang hiệp 2 thì Na Tra nó xả skin thì kinh dị luôn. À, đặt vé thầy anh em nha. Mình ấy thì auto thầy luôn. À, về gì thì về. Rồi, tiếp theo là công nghệ anh em nha. Công nghệ thì, ôi, thiên nộ anh chiêu lên là pet anh chiêu thức tỉnh đỏ anh em nha. Ngoài ra thì chơi combo tí hưu ứng long. Bây giờ có nhiều anh em sẽ chơi cái combo double tí hưu. Đó là chơi tiên phát cùng với cửu hoang và chơi tí hưu ở vị trí nhân. Đấy, thế nhưng mà nói chung là nếu mà anh em mà tem đã cứng cựa rồi ấy, thì anh em có thể chơi thiên nộ anh chiêu 2 lần. Double 2 lần là được anh em nha. Nó sẽ cung cấp khả năng nộ khí cũng như là sát thương và nộ khí toàn tem ok hơn. Đó. Rồi, tiếp theo là chiến linh. Chiến linh thì các này khá là ngon nha. Dạ Lan Quân full này, Thiên Lý Ảnh full này, Hoa Tưởng Dung cũng full này, Bạch Vũ cũng full này, Kim Lân luôn này. Kim Lân thì chưa full nha, nhưng mà có 4 con trước là full rồi. Và hiện tại bây giờ đang chơi Dạ Lan Quân full sao. Dạ Lan Quân này thì nếu mà anh em nâng 5 sao ấy, đây. À, kèm cho toàn bộ thần tướng phe ta trạng thái thiết mã nhập mộng duy trì đến khi kết thúc chiến đấu. Thiết mã nhập mộng có cái tác dụng là khi bắt đầu hiệp và kết thúc hiệp thì sẽ kèm hộ thuẫn bằng 20% sinh lực tối đa. Đấy, khá là ngon nha. Cái này nó sẽ cung cấp khả năng chống chịu cũng như là sinh tồn cho anh em được lâu hơn. Rồi, ok. À, còn gì nữa không ta? Đá ha. Đá thì tất nhiên rồi, bây giờ thì ai cũng thế thôi. Anh em sẽ đầu tư vào tinh diệu, xích sao và nguyệt quang. Đấy, khi mà ba cái vị trí này lên được level 7, level 8 đều đều rồi ấy
thì anh em bắt đầu chuyển sang những cái mục tiêu khác. Đấy, nhưng mà chủ yếu là up vào ba viên này chính anh em nha, Tinh Diệu, Xích Sa và Nguyệt Quang. Đấy, đây thì đã up được level 7 hết rồi anh em ạ. Nếu mà có điều kiện chơi thêm vài mùa đào bảo nữa lên level 8, level 9 thì arc này chỉ số cơ bản nó khá là cao. Tiếp theo là so về bí bảo ha. Bí bảo thì có Anh Chiêu 4 sao này, có Ứng Long 5 sao này, Tỷ Hưu 1 sao này. Đấy, bên dưới này thì xem nào. Ở bên bí bảo đỏ thì cũng nâng sao hết rồi. Đó, khá là ngon anh em nha. Đấy, Bạch Trạch full sao luôn này, nhưng mà bí bảo thì chưa nâng sao. Thao Thiết này. Đấy, Viễn Cổ Hoang Linh cái này có một con anh em nhá, có một phôi sẵn rồi. Đấy, sau này mai mà anh em mà muốn up Thao Thiết này này, đấy thì có thể hoặc là anh em có thể đợi Tỳ Hưu Ứng Long, đấy thì anh em có sẵn một phôi rồi. Đấy, anh em thì vẫn quay hai phôi thôi. Khá là ok nhỉ. Khá là ngon. Để xem có vé chưa. Đây, 20 vé anh em nhá, có sẵn 20 vé này. Cái đấy thì nếu mà hên này anh em quay nó nổ trong cái lúc anh em quay á, chưa đạt mốc á thì ngon. Nhưng mà ai mà xui xui thì cũng khổ á, anh em ạ, cũng khổ đấy. Rồi, sơ sơ chứ là vậy anh em ơi, một chút review cũng là demo cho anh em về tem tiên giới. Toàn bộ công nghệ cũng như đội hình đang chơi. Không chơi Thiên Hậu, không chơi Đại Minh Vương anh em nha. Nếu mà chơi Thiên Hậu thì cho Thiên Hậu nó búp giáp, búp giải hiệu quả khống chế thì cũng khá là ngon. Đấy, nhưng mà đây thì idol không chơi, thì mình sẽ đi mang cái tem này đi BK anh em nha. Trong Lee Server thì mới gộp xong cho nên là cũng sẽ có một vài những cái idol, thì cũng sẽ có một vài idol lực chiến gọi là xít xít anh em ạ, như là idol King of War này với 23 tỷ này, idol chơi là Cha Thiên Đế, không có chơi Quan Âm. Táo thì chơi Quan Âm anh em nha. Quan Âm thì nếu mà đi trước này, Quan Âm này nó khá là khó chơi và cái khả năng lật kèo thì cũng gần như là không thể anh em ạ. Thiên Hậu Thức Tỉnh này khá là ngon nhờ. Rồi bây giờ đi BK anh em nha, test thử một vài game chứ hả. Chiến báo thì BK thì cũng thắng này anh em ơi, cũng có thắng có thua nha. Bây giờ đi BK random anh em nha, xem vận hành như thế nào. Với 23 tỷ này. Đó, thiết mã nhập mộng luôn, cho tốc độ maximum đi ha. Bên kia thì chơi Nacha để lấy cái búp của Anh Chiêu. Ok, nếu mà Nacha để cho lót 3 thì mình nghĩ là Anh Chiêu để cho lót địa anh em ạ. Bên kia để cho lót địa búp kìa, di tích này đó anh em thấy không. Và nếu mà con ôi hàng ngày bị choáng mất rồi, hơi xui. Còn nếu mà hàng Nga không choáng thì nó sẽ búp thêm một tôn mang hai nhị độ nữa. Nổ khá là ngon. Ở đây thì để mình check thử cho là cái thiên khí của Đại Minh Vương thì có cho ở con hàng Nga trên tem không. Tại vì Nga cha tính choáng khó chơi lắm. Bên họ spam nổ này, nên đi luôn. Tịch diệt luân hồi đi luôn anh em ạ. Rồi, búp được mang hai nhị độ và búp nộ lên này, 6 điểm. Đấy, ngự giáp nhìn thấy không? Ngự giáp khá là nhiều nha. Ngự giáp là 2 cây luôn anh em ạ, 2 cây luôn này. Một lớp xong rồi lại một lớp nữa ra. Khá là bình dị. Mà cái đam gián tiếp thì anh em nếu mà có hộ giáp nhiều thì nó sẽ trừ vào cái lớp hộ giáp trước, do nó trừ vào móng sau. Đấy, thấy không? Nãy giờ nó spam nộ kinh dị luôn. Nó là một tơn nộ thôi anh em ạ, một tơn nộ thôi là ok luôn, là bay màu luôn. Đấy, cái này này, khi mà nộ khí spam thì nó sẽ chuyển hóa cái sức tấn công sang thành hộ giáp. Đấy, này. Ngang bằng luôn này. Thức tỉnh lên thì nó sẽ có skin. Đây để đọc qua cho anh em xem nha. Khi hàng Nga trong trận, thần tướng hàng trước phe ta tăng 10% tấn công, thần tướng hàng sau tăng 30% phòng thủ. Đấy. Sau khi triệt kỹ năng lần đầu, thần tướng có tấn công cao nhất phe ta trừ bản thân, nhận thiên kính. Sau khi tấn công kỹ năng thì chuyển hóa 40% sát thương thành hộ thuẫn, kèm thêm cho thần tướng có sinh lực thấp nhất phe ta. Nói là nó sẽ cung cấp một lớp hộ thuẫn theo lượng sát thương. Đấy, nên là đam càng to thì càng ngon thôi đúng không ạ. Nacha nó xả 1 tỷ đam thì nó sẽ chuyển hóa 40% đấy thành hộ giáp cho vị trí sinh lực thấp nhất. Quá phê luôn.
Mà thường thường á thì những cái con boss mà không phải đế thính á thì khi mà ăn đam có thể giật luân hồi lịch duyệt là chết luôn. Còn đế thính thì nó sẽ có khả năng tự hồi sinh lực khi mà kết thúc trận, cho nên là kết thúc cái mở trận của nó á, trận sức nhận diệt á, cho nên là nó sẽ chống chịu được lâu hơn, và như vậy thì cung cấp hậu thuẫn là ngon hơn nhiều loại, rất là ngon. Đó, thịt mềm rồi. Thằng Nga con main kia búp được cái Mai Khai nhị độ rồi, nhưng mà lại không có khả năng hóa giải CC, cho nên là hơi hơi toang, hơi hơi toang nhưng mà con thiên đế nó không có spam được thêm lần nổ nữa. Full tê giáp luôn đấy, hậu thuẫn anh em thấy không, giúp cho con ấy chưa, giúp cho con đế thính anh em thấy không? Mình đánh đấy, anh em thấy chưa, thế chưa mà cho đam mà có tịch diệt thì sao nó nổ đam phí lắm anh em ạ. À mình còn check cho anh em cái ấy nữa nhỉ, chưa check cho anh em cái gia trang nhỉ, cái gia trang à, đúng rồi, ở trong game mecha này mình vô mình check cho anh em xem luôn nha. Thiên đế đúng là nó sẽ vào mà cái choáng này khó chịu thật, nhưng về sau đấy anh em có thể chơi main cũng được, chơi main cũng được anh em nha, thì mình thiên đế cũng ok đó đấy. Loạn cái thứ này né này, cái combo né với lại kháng bạo thì để cho anh em chắc chắn là phải chơi rồi, không chơi là không được nha. Tại vì mấy cái đấy nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những cái trận đấu của anh em, cho nên là phải bui cái né với lại kháng bạo ở trong cái chiến văn lên, chứ không là toang anh em ạ. Rồi xem nào, anh em thấy cái lớp hộ giáp của con hàng Nga kìa, một cây xong rồi lại một gần đầy một cây nữa, chứng tỏ là nó chuyển hóa cái minh văn pháp tường đấy khá là ngon, khá là ngon, chuyển hóa hết là hậu thuẫn. Đây cái gia trang đây anh em ơi, mô hình này thì đại náo thiên cung là lên level 6 anh em nha, level 6 để bút thêm một cái lớp hậu thuẫn khi mà lượng máu của anh em lần đầu xuống dưới 50%, sẽ bút thêm một cái lớp hậu thuẫn bằng 15% sinh lực tối đa. Đấy. Khi lên level 7 ấy, thì là sẽ là 20%. 20% thì cũng nhiều đấy anh em, cũng nhiều đó. Tăng cái khả năng sinh tồn của anh em lên, khá là ok. Còn bên anh hùng thương cảm ấy, thì là level 8 anh em nha, level 8. Đây. Gần max rồi, level 10 là max anh em nha. Level 8. Khi chiến đấu vòng đầu, sát thương kỹ năng thần tướng Feta tăng 40%. Sau khi thần tướng Feta thi triển kỹ năng thì sẽ có 25% gây cho mục tiêu chính và mục tiêu lân cận sát thương gián tiếp bằng 75% tấn công. Đó. Khi lên level 10 thì cái lượng sát thương này nó tăng lên 125% anh em nha. Khá là ok. Còn cái sát thương kỹ năng thì nó vẫn là 40% thôi anh em ạ, không có hơn được. Và lên level 9 thì là tốn 4 cái quả kịch chừa anh em nha. Và dự đoán là level 9 lên level 10 là tốn 5 cái đấy anh em ạ. 5 cái đấy. Sau này thì còn có thêm một cái ở đây nữa này, cái thêm mấy cái đằng sau này nữa cơ. Cho nên là nếu mà anh em đầu tư cái này thì phải theo đến cùng. Đó, phải theo đến cùng anh em nha. Rất là ngon. Rồi, ok. Đi BK tiếp anh em nhỉ. Đi BK tiếp thôi. À, Quỳnh. Làm vài game nữa. Xem idol táo sau ra một chút xem nào. Nói chung là cổ qua đâm thì nó sẽ cấm nộ anh em nha, nó sẽ cấm nộ. Cho nên là phải hên lắm ấy, rồi gặp luôn này. Hên lắm thì mới win được. Bởi vì nó cấm nộ anh em. Chơi Kim Lân lại còn giảm tấn công với lại HP tối đa, rồi còn khóa đánh Thiên Phú nữa. Hơi căng. Hơi căng. Thì nếu búp nộ thêm này, đấy. Auto nộ trước. Ui, né luôn kìa. Chứng tỏ là ấy là chơi quan âm tiên phát à? À không, không anh em ạ, không phải tiên phát. Choáng 4 con ở đó anh em, nhưng mà bên kia né nhiều quá. Miễn dịch luôn kìa, ok. Có choáng được thêm qua đâm nữa không? Không choáng được. Rồi, nó sẽ giảm hết nộ luôn. Và mấy con ở đằng sau theo mình thì nó sẽ không có búp được cái thiên phú anh em ạ. Búp được thiên phú là sẽ hơi khó chơi một chút. Hơi khó chơi. Như qua bên kia chơi cái dịch kỹ của thiên đế thì phải. À, đam to chứ anh em. Cũng nhảy một cái là cũng đi đó, nhưng mà không biết là có win được nổi hay không. Ôi trời ơi, không được rồi anh em ơi, không được rồi.
Không được rồi, sang hiệp 2 nhảy toang rồi. Cuối hiệp 2 thì Naja nó sẽ spam anh em ạ, nó sẽ spam. Mình nghĩ là phải tầm 3 phát nổ. Một phát từ Thiên Phú này. Đấy, một phát Chiếm Chí Dương này, một phát Cường Giả Bi Tôn này. Nào 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 nào, đếm anh em nha, cùng đếm nha. Đang nó là 1 tỷ anh em nha. Một phát này. Có khi lật kèo đó anh em ạ. Có khi lật kèo ấy, đùa làm sao được. Đùa với chúng tôi à. Rồi, chết mất một con anh em ạ. Chết mất một con anh em nha. Chứng tỏ là khá là ngon. Nãy thì lý thuyết thì là ồ, nhưng mà mình cũng không nói được tại vì hơn lệch nhiều quá. Đây, gặp trận nữa này anh em ơi. Trận trước là con Nacha bên kia họ bị CC. Và đến mà khi mà đến turn nó thì bị đánh bại mất rồi. Đó, cho nên là cũng khá là khó để phân tích. Rồi, để xem nào. Thiên đế. Nhảy được kia. Tăng tăng tăng. Rồi, spam một cái nữa. Né này, ngon. Nhưng mà tấn công bị giảm rồi. Đằng sau bị ấy này. Choáng này. Cửu Linh nó sẽ nổ được một cái và nó sẽ hút hỏa lực địch. Rồi, buff mang thai nhị độ này. Nổ thêm phát nữa. Giảm hết nổ luôn. Rồi xong rồi, Nacha mất tôn thì mà để xem là cái đến cái tôn của con Nacha bên mình nó nổ thì nó có làm được cái gì không. Mình cái nổ trước thì là xong. Mình cái nổ trước mà lại đam vô cả Nacha này thì là xong luôn. Rồi, giật phát là chết. Chết không, chết không, chết không, giật không. Cái nữa. Mở cường giả đi tôn luôn. Nó bay luôn này. Bay luôn anh em ạ. Không khuyến khích được khi mà hồi sinh tại vì cái thiên phú thức tỉnh của con ất nó cấm nộ. Nó cấm nộ. Rồi, xem nào. Trời ơi, cuối hiệp nó nộ một cái là xong luôn. Xong hiệp luôn. Nói chung là cứ Na Tra bên nào được chơi game thì bên đấy win. Đó. Na Tra bên nào được chơi game thì bên đấy win. Na Tra bên mình thì phải 2 hiệp nữa, có là sang hiệp thứ 3 nó mới dậy được. Ui, nổ lên tọi này. Bạo kích chứ không vô đam anh em ạ. Bạo kích chứ không vô đam. Nhưng mà tí nó xong cái turn của cái con tiểu linh này là nó sẽ tự nổ chết luôn. Chết luôn. Vừa nói xong trong tầm này anh em chơi Nacha thì cứ bên nào được nộ, bên nào được chơi game thì bên đấy win. Chứ nãy anh em thấy là chênh lệch tận 9 tỷ hơn công nghệ như thế mà chỉ cần 2 cái lần nhảy của con Nacha thôi là tem gãy hết rồi anh em ạ. Tem gãy hết rồi, không còn gì nữa. Rồi, DV666 bỏ qua luôn anh em nha. 15 tỷ thì cũng bỏ qua luôn, hơn kém là gần gấp đôi được chiến cơ mà. 16 tỷ của Hoàng Đế này. Cũng ăn được một con thằng Nga chứ đùa đâu. Na Tra thì nó cực kỳ ảo luôn anh em nha. Đấy. Đây này. Bên nào Na Tra được chơi game thì bên đấy win. Anh em cũng có thể đổi ấy nha. Đổi sang sang thằng Ứng Long. Ứng Long ở slot Na Thiên cũng được. Bút máu của hộ giáp lên kìa. Kích được cái Sô Long Duy Hải luôn. Giảm bất được nội thì con main cho nên là không kích được cái Cửu Hoa Ngự Linh cũng như là tiên phát chiến nhân. Nhưng mà búp được cái đấy thì anh chiêu nó sẽ búp lên thì Na Tra nó sẽ có cơ hội để spam. Nhưng mà không được. Khổ một cái là bên tiên giới thì nó không có con tướng nào có khả năng ultimate xong mà xóa CC giống như là Lý Lạc hay là Mạnh Bà anh em ạ. Hoặc là Đại Minh Vương thì tốt hơn đấy. Hiện tại bây giờ Đại Minh Vương thì ok, nhưng mình ở bên 41 thì mình đang chơi Đại Minh Vương cũng khác. Xóa CC các thứ thì cũng gọi là ổn anh em ạ, cũng gọi là ok. Bây giờ nó đang mộng một tên như thế là xong rồi đó. Nhảy không còn gì luôn.
Ra bên của Idol Green này dạy phát thì lại bị cấm nộ, bị cấm thiên phú từ cái thức tỉnh của con Quan Âm đó. Rồi để xem như nào, cuối hiệp đó thì đây nộ được đây, nhưng bị phản đam rồi nhưng ơi, mà giáp đi nhiều quá toang luôn, truy kích thất bại luôn kìa anh em thấy không đấy, búp nộ lên mà không được luôn, tại vì ở trong hiệp 1 lúc đấy là vẫn ở trong hiệp 1 cho nên là những cái nộ đấy nó chuyển hết sang con Quan Âm. Bộ giáp của Quan Âm cực kỳ nhiều luôn, gần như là gãy rồi đó, không còn làm gì được đâu. 6 đam nhồi vô mà sao mà đỡ nổi đúng không ạ? Rồi, ok. Nhưng mà trong game đấu thì cũng có khá là nhiều yếu tố liên quan đến cái phân định thắng thua của anh em. Nhiều khi như game đầu tiên mà gặp Bello Táo vừa nãy á, nhiều khi cũng nổ đam mà Na Tra nó ảo quá, nổ đam một cái là đi mất vài ba con luôn á, không có đùa đâu anh em ạ. Hên phát xui một cái là cái tỷ lệ né của Na Tra lên đến gần 90% như vậy rồi, mà vài cái tơn nhảy vừa rồi không né được tơn nào. Đấy, chứ né được thì là cũng ngon anh em ạ, né được cũng ngon nha. Mà arc này thì idol bui cũng khá là chuẩn chỉ rồi, không có phải thay đổi cái gì cả. Nó chỉ thiếu cái công cụ để giải CC thôi. Nếu mà anh em mà có điều kiện anh em có thể chơi sang Thiên Hậu nha. Thiên Hậu tiên phát cũng được, tại vì Thiên Hậu nó vẫn có thể kích được cái mai khai nhị độ. Và nó sẽ buff được tiên phát rồi buff cửu hoa ngự linh. Nhưng mà như vậy thì nó sẽ không có khả năng đảm bảo khi mà dính choáng hay là dính hiệu quả CC, nó không được tối ưu như là Đại Minh Vương. Đấy, thì anh em có thể đổi sang Đại Minh Vương chơi tiến pháp chế nhân và cửu hoa ngự linh để ký sinh lên con Na Tra, và như vậy thì nó sẽ giúp cho Na Tra có cái cơ hội để thi triển nộ khí cũng như là có cơ hội để ra đòn hơn. Còn cái tem này thuần tiên như vậy thì quá là mắc binh rồi anh em ạ, về cơ bản là khá là ngon rồi, cứng cựa rồi. Thiên đế spam này né cũng lên đến 46% rất ít đâu, lại một thêm được cái của thiết phiến lên nữa này thì quá ngon luôn anh em ạ, 8% nữa nâng lên là thành 84%, 84%, khá là ok. Rồi sơ sơ một chút như vậy anh em ơi, một chút review cũng là để mua cho anh em về cái tem tiên giới, chơi cái tem thuần tiên với chủ lực là Na Tra anh em nha. Ngoài ra thì chơi thêm combo meta thiên đế, không có chơi Quan Âm. Nếu mà có Quan Âm nữa thì đánh nó sẽ được chắc chắn hơn, ok hơn. Còn Âm Đại Minh Vương nữa thì khá là ngon. Anh em nào muốn trải nghiệm cái combo này thì có thể tham khảo đội hình này anh em nha. Đó. Còn bây giờ thì mình xin phép dừng clip ở đây qua một vài những phân tích của mình. Nếu mà còn gì thiếu sót thì anh em có thể góp ý dưới phần bình luận anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em muốn làm chiết khấu hay là muốn review content bui tem các thứ thì anh em liên hệ với mình qua Zalo 0336 016 997 anh em nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye anh em.